Thì đấy là một trong những cái thứ mà các bạn cảm thấy là các bạn phải học thật kỹ về năm cái nấc này để các bạn điều khiển nhân sự. Học năm cái nấc nhu cầu này các bạn biết động lực. Học năm cái nấc này để các bạn gì ạ? Để bán hàng cho người nhiều người mua hàng, các bạn hiểu thì các bạn mới giải quyết. Nếu như các bạn bán hàng mà các bạn chỉ cạnh tranh về giá thì xin thưa các bạn chỉ bán được cấp độ 1, cấp độ 2 thôi. Nhưng nếu các bạn mà biết được những người có điều kiện, người ta không thích rẻ đâu, người ta không thích giá thấp đâu, người ta thích là gì ạ? Chất lượng, dịch vụ, hậu mãi của bạn thực sự là phải làm thấy cho họ cảm thấy tuyệt vời. Ví dụ như chai bia Hà Nội 12.000, quảng ở đấy uống đi, uống thì uống tự mở, tự đổ vào mồm, 12.000. Bắt đầu vào sàn một cái thì bắt đầu có cô gái xinh đẹp bước ra nhạc nghe rầm rầm, 40.000 một chai. Mà nếu lên trên tầng 61 của khách sạn Lotte 5 sao Hà Nội, bạn nhìn view tuyệt vời một cô gái, mắt xanh đỏ đẹp tuyệt vời bước ra, em chào anh cười rất tươi như thể đã quen nhau từ kiếp trước, mang bờ mà bốc phát chai bia em mời anh ạ, cười rồi lại quay đi. Đấy thì bạn ngồi ngắm cái view đấy, trên khung cảnh đấy cô gái rót 120.000 chai đó. Nhưng tôi muốn được uống chai ở chỗ đó, chứ không phải là chui vào gầm bàn mà uống, không phải ngồi vỉa hè mà uống. Thì những người cấp độ 1, cấp độ 2, người ta chỉ quan tâm vào gì ạ? Vào cái của và cái sản phẩm lợi ích thì thôi. Còn đối với những người cấp độ 3, cấp độ 4, cấp độ 5, hãy cho người ta thêm những lợi ích về chất lượng dịch vụ, về cách cho, thì đấy chính là cái gì ạ? Là cái quan trọng.